Hôm nay mình mời các bạn xem mô hình kinh tế của nông dân quê mình nha các bạn. Các mô hình chăn nuôi, trồng trọt mang lại kinh tế cao của hộ nông dân trong ấp mình. Mời các bạn cùng xem. Đây là khu vực nuôi gà, đủ loại gà luôn. Gà đó có gà dai, gà thịt, rồi có ấp nở tại nhà bằng điện nữa nha. Đây là cá, mấy cái ao lớn này là cá. Nuôi cá nhiều lắm nha các bạn. Đây là trồng tiêu. Tiêu này là tiêu Indo á. Tiêu này gọi là tiêu cao sản giống Indo. Bẻ rồi, bẻ rồi cho mình. Tiêu này được trồng xen vô vườn dừa luôn. Tiêu này cũng mới cho thu hoạch xong. Cái này là tổng hợp luôn ha. Cá nuôi cá rồi nuôi gà rồi tiêu dừa gì. Ao này là ao nuôi cá chạch lấu nha mọi người. Chạch lấu là mình nuôi theo cái dự án làm kinh tế của xã. Chạch lấu này nhiều lắm. Đây là mấy chuồng gà con. Gà nuôi tập theo đợt. Con lịch chạy gà, chuồng gà. Chuồng gà quá trời. Bên này là nuôi cá tai tượng. Cá tai tượng lên đang ăn mồi đó mọi người. Các loại tài hưởng nhiều, thấy ham không? Nó vụt ra cái cửa, bây giờ nó gượt chạy mất mẹ. Cái hầm này nè.
vớt ốc bu đen. Ốc bu đen con này để thả nuôi lại nha mọi người, làm giống.